Này test 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 phá chanh nha. Thì mình mới làm xong cái phần ổ điện ngoài đây nè. Thì mới có điện để mà xử lý nha. Bây giờ sẽ có không gian, có này có nọ để làm vào đây nha. Đây, cẩu máy nha. Anh test xong mai giao anh. Ha, chân. Con này khủng thiệt các bạn. Ăn tiền cặp chân nè. À, xoay 360 độ nha. Ăn tiền cặp chân. Đó, thò ra thụt vào. Ok. Đầu này thì anh có thể xài đây nha, hoặc là mình cắt ngang đây. Mình dùng cái kẹp á, kẹp C3 này bao nhiêu ta? Ha, các bạn có thể xài kẹp lại nha, hoặc là cắt, hoặc là xài đây, hoặc là cắt ngang đây cho nó ngắn lại. Ha. Con này một ngựa các bạn, con này một ngựa nha, một ngựa. Ở đây mình test qua cái biến tần 400W nha, không đủ công suất nha, nhưng mà test chỉ test nó chạy thôi nha. Test run chạy tua khá là cao ha. Tua cao. Ở đây là mình chưa bảo hành bảo trì nha. Ồ, gió mát vậy ta, gió ra đây các bạn. Cái quạt ở đây nó thổi nè, hất ra sao được êm em ru à. Chụp tiếp ghê. Tắt. Rồi xong. Ba pha nha, ba pha. À, rút điện ra. Quá đã, làm ổ điện đây rất là hợp lý các bạn. Sẽ đi quạt nè, đèn nè, test đồ các kiểu. À, con này ba mấy 40 kg. Ok, anh chốt thì báo nhanh mai em ship luôn nha.